Chào mừng các bạn đã trở lại kênh YouTube Xe Pháp Phú Mỹ. Hôm nay Mạnh Phiêu xin review với các bạn một dòng xe oanh liệt một thời, đó là Ford Focus được ra mắt mới 2022. Ford Focus đã bị khai tử tại sân nhà Bắc Mỹ và tại thị trường Việt Nam từ 2 năm trước. Nhưng dòng xe này vẫn có tầm ảnh hưởng quan trọng cực lớn với Blue Oval tại các khu vực khác như châu Âu. Dù Ford Focus không còn khả năng bám đuổi top đầu doanh số châu Âu và cũng đã rút lui khỏi thị trường Bắc Mỹ từ 2 năm trước, đây vẫn là dòng tên có chỗ đứng trong lòng người hâm mộ và đóng góp một lượng xe bán ra không nhỏ hàng năm trên toàn cầu cho thương hiệu chủ quản của Mỹ. Trong tuần này, Blue Oval đã chính thức công bố phiên bản facelift giữa vòng đời cho dòng xe cựu binh của mình với thay đổi nhẹ và thiết kế nâng tầm công nghệ khá nặng đô. Đầu tiên, ngoại thất Ford Focus 2022 không có quá nhiều điểm khác biệt so với phiên bản đang bán tại thị trường hiện tại. Capo nâng lẹ, nâng nhẹ, logo Blue Oval của Ford. Đổi vị trí từ phía trên xuống chính thức giữa bảng tản nhiệt. Mọi cấu hình trang bị Ford Focus nay mặc định sử dụng cụm đèn LED tích hợp đèn sương mù, đèn ban ngày nổi bật hơn, đèn hậu LED nay sở hữu giao diện mới. Người dùng nay cũng có thể phân biệt được các cấu hình Ford Focus mới dễ dàng hơn với bảng Connected và Titanium cao cấp trang bị tản nhiệt. Có nửa trên được nới rộng cùng viền chrome bóng cùng kết cấu thanh ngang thay vị trí mắt lưới như trước. Phiên bản thể thao ST-Line trong khi đó sử dụng tản nhiệt mắt lưới tổ ong đen bóng, tản nhiệt sâu hơn cùng bộ khuếch tán gió sâu và cánh gió mới. Phiên bản SUV ST trang bị tản nhiệt dạng thanh dọc và ốp nhựa giống như SUV xuất hiện rải rác khắp ngoại thất. Thay đổi trên dưới nắp capo Ford Focus là sự xuất hiện của hộp số ly hợp kép 7 cấp mới đi kèm động cơ EcoBoost Hybrid 1.123 mã lực và 154 mã lực. Phiên bản mặc định vẫn chỉ dùng động cơ 1.0 98 mã lực đi kèm hộp số sàn 6 cấp. Chiếc hot hatch Ford Focus ST cũng trở lại với động cơ 2.3 lít 276 mã lực nhưng được nâng cấp mâm hợp kim mới tùy chọn sơn xanh lá. Nhìn nó sáng, trẻ trung và ghế thể thao mới cho hàng ghế trước. Hệ thống thông tin giải trí trên Ford Focus được nâng cấp lên SYNC 4 mới giúp người dùng dễ dàng kết nối với các dịch vụ trực tuyến mà hãng cung cấp thông qua ứng dụng smartphone Ford Pass Connect hay màn hình trung tâm với kích cỡ lên đến 13.2 inch. Nút bấm điều chỉnh nhiệt độ và quạt trên xe đã bị loại bỏ bởi trình điều khiển nay tích hợp thẳng vào màn hình. Khu vực khoang hành lý sau của Ford Focus được làm lại, phần sàn dễ chùi rửa hơn, đồng thời các mối chằn được bổ sung vào hai bên trong khi khoang chứa đồ khô ướt cũng sẽ được phân bổ rõ rệt nếu người dùng yêu cầu. Cuối cùng, dàn công nghệ an toàn tiêu chuẩn của Ford Focus 2022 sẽ có thêm nhiều kiểm soát, điểm mù và hỗ trợ vào cua. Trên đây là bài đánh giá mới tổng quan về Ford Focus 2022 vừa được ra mắt giới thiệu. Các bạn xem video clip thấy chia sẻ quan điểm ý kiến của mình như thế nào? Hãy comment, like, subscribe kênh để khi mình ra video clip sẽ báo về điện thoại của các bạn và các bạn hãy đón xem video clip mới nhất. Cảm ơn các bạn đã xem theo dõi video clip. Tiếp tục mình sẽ quay toàn cảnh Ford Focus mới như thế nào.